Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải. Chủ giảng Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian tháng 5 năm 1998. Tập 43. Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 42 Trang 42 Mời xem kinh văn Như thị chi nhân Hiền kiếp thiên Phật diệt độ Cơ hủy chi báo Thượng tại A Tỳ địa ngục thọ cực trọng tội Vấn đề này Chúng ta nhất định phải biết Thật rõ ràng Thật minh bạch Tại vì sao Việc kết tội đối với sự việc này lại nặng như vậy và trong xã hội hiện nay người tạo loại nghiệp này chúng ta thường xuyên có thể nghe thấy có khi cũng có thể nhìn thấy mọi người đều rất xem nhẹ sự việc này cho rằng đây là mê tín thì những việc mê tín này cần phải nên trừ bỏ đâu biết là sẽ bị quả báo nghiêm trọng như vậy phỉ bán tam bảo bất luận là bạn cố ý hay vô ý đều bị tội nặng trong tất cả nghiệp ác không có nghiệp nào nặng hơn nghiệp này nguyên nhân của nó đúng như lời phật nói trên kinh tam bảo là con mắt của trời người tam bảo là nhân duyên được độ của chúng sanh bạn đoạn dứt mất cơ hội được độ của tất cả chúng sanh cho nên tội này rất nặng bạn giết hại một người Giết hại mạng sống của con người Trên Kinh nói 49 ngày họ lại đi đầu thai rồi cho nên tội giết mạng sống Thì nhỏ Còn đoạn giết quệ mạng của chúng sanh Là lớn nhất Họ có được thân người Nếu như Phước báo nhân gian của họ Vẫn chưa có hưởng hết vẫn còn cái phước nhân thiên Bạn giết hại họ Họ nhanh chóng được lại thân người Vì phước báo của họ chưa có hưởng xong Nên họ phải tiếp tục đến hưởng phước Người phước báo lớn Thì nhanh chóng sẽ có được thân người Mấy ngày sau họ lại đến đầu thai rồi Người phước báo kém một chút Cũng không quá 49 ngày như trên kinh nói Họ liền lại quay về nhân gian Đây là chứng tỏ Tội giết mạng sống Không nặng Nhưng Cơ hội Gặp được Phật Pháp này rất khó Trong kệ khai kinh nói Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp Lời nói này là thật không phải là giả Bạn được thân người bạn chưa chắc có thể có cơ hội nghe được Phật pháp. Hướng hồ diệt được thân người là rất khó khăn. Thời gian Phật xuất hiện ở thế gian không dài. Thời gian không có Phật pháp Quá dài, quá dài Bạn làm sao có thể sanh vào đúng khoảng thời gian Phật ra đời Phật ở trên kinh nói với chúng ta Một người tu hành thành Phật Phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Thời gian này quá dài, quá dài rồi tại vì sao phải cần thời gian dài như vậy chính là trong quá trình bạn tu học thời gian bạn có cơ duyên gặp được phật pháp rất ít thời gian không có cơ duyên thì nhiều không có cơ duyên bạn sẽ bị thói chuyển bạn lại bị đọa lạc gặp được phật pháp vậy là trở lại tiếp tục làm tiếp nên không liên tục thời gian tu thì ngắn thời gian bị gián đoạn thì dài cho nên mới cần ba đại a tăng kỳ kiếp cần thời gian dài như vậy nếu như tu hành liên tục không gián đoạn thì đâu cần thời gian dài như vậy là không cần thiết tam bảo là cơ duyên để chúng sanh nghe pháp Tu học được độ người sáng tạo ra cơ duyên công đức vô lượng vô biên sáng tạo ra cơ duyên là để lợi ích chúng sanh chứ không phải để lợi ích cho mình nói thật ra vì chúng sanh thì chính mình mới thực sự được đại lợi ích còn gì mình thì được lợi ích rất nhỏ rất nhỏ nơi đây xây dựng niệm phật đường những đồng tu pháp sư dẫn chúng ở trong niệm phật đường này tối hôm qua tôi nói với họ niệm phật đường này có phải là của khu vực này hay không không phải niệm phật đường này là niệm phật đường tịnh tông của toàn thế giới đồng tu trên trái đất này của chúng ta phát tâm niệm phật cầu giảng sanh đều có thể đến niệm phật đường này để niệm phật để tham quan học tập cho nên nó là niệm phật đường của toàn thế giới tâm lượng của bạn cần mở rộng tâm nhìn của bạn phải dài lâu sau đó mới biết được sứ mệnh rất nặng nề nhất định phải làm tốt sự việc này làm thế nào mới có thể làm được thiện mỹ đến cùng tổ? Tôi nhắc nhở mọi người, hàng ngày phải cải tiến. Không được làm theo ý của mình. Mỗi ngày phải điều chỉnh lẫn nhau. Mỗi ngày phải thỉnh giáo mọi người. bởi vì mình rất khó phát hiện khuyết điểm của mình phải dùng tâm chân thành thỉnh giáo người khác đồng tu đến niệm phật đường có chỗ nào cảm thấy không thuận tiện xin họ nói ra chúng ta liền lập tức cải thiện mỗi ngày đều phải thỉnh giáo cải tiến mỗi ngày một ngày không cải tiến Thì một ngày không có tiến bộ Bạn muốn hỏi đến khi nào Mới có thể cải tiến được viên mãn nhất Mọi người đều thành Phật Mọi người chưa thành Phật Vẫn còn ở quả vị Bồ Tát Đẳng Giác Thì vẫn phải cầu cải tiến Vẫn phải cầu người khác phê bình Vẫn phải xin người chỉ giáo sự việc này mới có thể làm đến thiên mỹ tột cùng cố chấp thành kiến của mình không tiếp nhận sự phê bình của người khác thì đạo tràng này làm sao có thể tiến bộ được chứ làm sao có thể đúng như pháp được nếu như muốn hỏi tinh thần của niệm phật đường cư sĩ lâm singapore ở chỗ nào tinh thần của nó là sẵn lòng vui vẻ tiếp nhận phê bình mạnh dạn sửa chữa lỗi lầm điều này rất tuyệt vời bất luận người nào đến nơi này niệm phật đều có thể đưa ra ý kiến của họ điều hiếm có nhất của thường trụ nơi đây là có thể tiếp nhận ý kiến nghiêm túc sửa đổi. Đây là tinh thần bồ tát, tinh thần của người giác ngộ. Người không giác ngộ không thể làm được. Người giác ngộ chân thật làm được. Chúng ta là gì? Phục vụ chúng sanh, vì phục vụ tất cả người niệm Phật. Nhất định tạo điều kiện cho họ Ở nơi này niệm Phật thật thoải mái Niệm Phật thật tự tại Niệm thật quan nghĩ Niệm được thọ dụng chân thật Thọ dụng là được tâm thanh tịnh Được niệm Phật tam muội Thành tựu công đức chân thật Đạo tràng này Nếu bạn khen ngợi lễ kính cúng dường sẽ được vô lượng phước Nếu như bạn phỉ bán Chướng ngại Thì lỗi lầm đó Giống như trên kinh nói là Thọ tội cực nặng Ở địa ngục A Tỳ rồi Cho nên lý và sự Đều phải hiểu rõ ràng Đều phải sáng tỏ không được phê bình tùy tiện Không nên tùy ý khinh mạng Mà tổn phước của mình Pháp Sư Thanh Liên trong chú giải cũng nói rất hay Vừa mở đầu chú giải Ngày nói Nóng nảy ương bướng thành tánh So đo khinh bạc thương tình Đây chính là nói Một loại tập khí khinh mạng khinh mạng người khác nói thật ra vẫn là có cống cao ngã mạng loại tập khí tự cho mình là đúng đối với tất cả các pháp thế gian không mong cầu hiểu sâu dựa theo cái nhìn thô thiển của mình không biết sự sâu rộng đích thực của đạo phật Dùng lời thiển cận khinh bạc của thế gian Muốn khởi tâm đố kỵ Phỉ bán gốc đạo Hạng người này Sẽ gặp quả báo như vậy Sau cùng Ngày trích dẫn mấy câu nói Trong Kinh Hưng Khởi Hành Người phỉ bán Pháp Mang tội nghiệp cực nặng Đỏ ba đường ác khó có thể thoát ra trong tất cả tội không có tội nào nặng hơn tội này các vị thử nghĩ xem ngược lại trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền nói với chúng ta trong hết thảy cúng dường thì cúng dường pháp là quý nhất công đức lớn nhất là cúng dường pháp thế thì tội phỉ bán pháp đương nhiên là cực nặng rồi đây là đạo lý nhất định rồi đây là đạo tràng chánh pháp cúng dường rất ít cũng được đại phước đạo lý và sự thật này chúng ta phải biết xem tiếp kinh văn dưới đây Quá thị kiếp dĩ Phương thọ ngạ quỷ Thọ xong tội báo trong địa ngục rồi Thời gian thọ tội trong địa ngục Là dùng kiếp để tính Phần trước chúng ta đã thấy qua Địa ngục đều là vô số kiếp Chứ không phải tính bằng năm kiếp dài như vậy Báo hết tội báo rồi Sau đó mới thọ thân ngạ quỷ Quỷ cũng rất khổ Hữu kinh thiên kiếp Phục thọ xúc sanh Ở trong cõi ngạ quỷ Làm ngạ quỷ bao lâu? Một nghìn kiếp Sau đó mới đọa xúc sanh lại trải qua nghìn kiếp trong cõi súc sanh như vậy mới có thể được thân người sự việc này chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ cho nên khi phạm sai lầm thọ quả báo tương lai được thân người trở lại bạn thử xem bao lâu được thân người chưa chắc gặp được phật pháp cho dù gặp được phật pháp tu hành trở lại bạn thử nghĩ xem thành phật có phải là ba đại a tăng kỳ kiếp không đạo lý là chỗ này nếu như đời đời kiếp kiếp gặp được phật pháp đời đời, đời kiếp kiếp tu hành thì thành phật sẽ rất nhanh vấn đề là bạn rất khó không bị phạm sai lầm khi bạn phạm sai lầm bạn phải thọ quả báo ở đây Phật Bồ Tát nói mỗi câu đều là lời chân thật tuyệt đối không phải để hù dọa người tuyệt đối không phải lừa gạt bạn tôi phía trước đã từng nói qua với các chị cho dù là mê tín họ cũng được phước vì sao chị bởi vì pháp là chánh pháp nếu như pháp là tà pháp khi bạn mê tín thì đương nhiên là không được phước tà pháp cho dù là chánh tính cũng không thể được phước cho nên bạn nhất định phải hiểu bản chất của pháp thuần chánh vô tà có thể khiến tất cả chúng sanh thành vô thượng đạo tất cả pháp còn như vậy huống hồ pháp môn tịnh tông pháp môn tịnh tông thù thắng nhất trong tất cả pháp tại vì sao nó thù thắng nhất vậy nó có thể khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật vậy là ngoài sức tưởng tượng rồi trong bất kỳ pháp môn nào cũng không có cách gì khiến chúng sanh bình đẳng thành phật được chỉ có tịnh tông là bình đẳng thành phật phỉ bán tịnh tông chướng ngại tịnh tông thì tội lỗi nặng hơn không biết bao nhiêu lần so với tội phía trên đó là đạo lý nhất định việc này hoàn toàn không khó hiểu cho nên phỉ bán tịnh tông Chướng ngại người niệm Phật Chướng ngại người cầu sanh tịnh độ Lại không biết phải tăng thêm gấp Bao nhiêu nghìn lần vạn lần so với tội này Không phải tính là gấp 1 Gấp 2, gấp 10 Không phải vậy Mà là nghìn giảng ức lần Đây là nói họ Có được lại thân người từ trong tội báo túng thọ nhân thân bần cùng hạ tiện chư căn bất cụ đa bị ác nghiệp lai kết kỳ tâm bất cử chi gian phục đọa ác đạo vậy mới biết đọa vào trong ác đạo muốn thoát ra là quá khó quá khó không phải không thể thoát ra thời gian quá dài mỗi lần đem tập khí ác đạo giảm một chút Nhất định phải giảm đến trình độ nhất định Mới có thể được thân người Mới có thể có cơ hội gặp được Phật Pháp Họ mới sanh tâm quan hỷ Trên kinh nói những sự việc này Mỗi đồng tu chúng ta đều đã làm qua Không biết đã làm bao nhiêu lần rồi Cho nên chúng ta xem thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ Nhóm người theo A Xà Vương Tử Phật nói Trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ức Phật Bạn nên biết Họ cúng dường 400 ức Phật Họ bị đọa địa ngục bao nhiêu lần rồi Nếu như họ không có làm qua những tội báo này Những sự việc này Cúng dường 400 ức Phật Xin thưa với các vị Cúng dường bốn vị Phật họ đủ tiêu chuẩn thành Phật rồi Mới biết được Chúng ta khởi niệm ác Tạo tác nghiệp ác Quá dễ dàng Tại vì sao lại làm việc này Trong A Lại Gia Thức Hàm chứa hạt giống tập khí Nghiệp từ vô lượng kiếp Bên ngoài gặp phải những việc này Hơi có chút bất như ý Thì ý nghĩ ác liền khởi lên ngay Họ liền thực hiện cái việc phỉ bán này ngay Tạo tác những nghiệp nặng này Thì đâu có lý nào không đọa địa ngục chứ Nếu không muốn đọa địa ngục được Mau mau sám hối Nhưng lúc hơi thở hiện nay của bạn vẫn chưa dứt thì vẫn còn kịp mà sám hối chỉ có cầu a di đà phật cầu pháp môn khác thì vô phương vẫn là không thể tránh khỏi bị đọa lạc phải thọ máu chỉ có cầu a di đà phật tu pháp sám hối giảng sanh lập tức sửa chữa lỗi lầm Trước đây phỉ bán Hiện đây cố hết sức khen ngợi Vậy mới có thể quay đầu lại kịp Trước đây chướng ngại người khác tu học Hiện nay nghĩ mọi cách Khuyến khích người khác tu học Trước đây chướng ngại những người nào Hiện nay tìm những người đó lại Sám hối với họ Tôi trước đây sai rồi Hiện nay gấp rút chăm chỉ nỗ lực tu học Vậy mới được bạn mới có thể bù đắp lại được. Nếu như chướng ngại quá nhiều người, như này phiền phức lớn rồi. Cho nên đoạn kinh văn này chúng ta dứt khoát không được lơ là, không được sơ ý, phải thường xuyên ghi nhớ ở trong tâm Tuyệt đối không được làm nhân duyên chướng ngại đạo Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Thị cố phổ quản Cơ hủy tha nhân cúng dường Thượng hoạch thử báo Hà huống biệt sanh ác kiến hủy diệt Đây là nói mức độ nhẹ đây là chướng ngại người khác tu cúng dường đều bị quả báo nặng như vậy nếu như là ác ý nữa dùng tâm sân hận tâm ác để phá diệt phật pháp thì tội đó sẽ nặng hơn đoạn này là nói quả báo chê bai phỉ bán tam bảo xem tiếp đoạn này dưới đây đoạn này là nói sanh bệnh bệnh kéo dài đây là việc rất đau khổ ở trong xã hội chúng ta nhìn thấy rất nhiều Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế hữu nam tử nữ nhân Cửu xứ sàng chẩm Cầu sanh cầu tử liễu bất khả đắc Đây là một việc Hoặc Dạ mộng ác quỷ nải cập gia thân Đây là việc thứ hai Đêm nằm thấy ác mộng Thường xuyên thấy ác mộng Đây không phải là chuyện tốt Cũng rất đau khổ Hoặc du hiểm đạo Hoặc đa im mị Cộng quỷ thần nhu Đây là sự việc thứ ba mấy câu phía sau này là tổng kết nhật nguyệt tuế thâm chuyển phục uông sái miên trung khiếu khổ thảm thê bất lạc giả đây là nói tình trạng bệnh lâu ngày loại thứ nhất chúng ta hiện nay gọi là bệnh của người già danh từ hiện nay gọi là bệnh xa xúc trí tuệ người già nếu nghiêm trọng người hiện nay cũng gọi là người thực vật họ chỉ thở thoi thớp quả thật là cầu sống không được muốn chết cũng không xong Chúng tôi gặp rất nhiều Nằm ở trên giường Bảy tám năm Mười mấy năm Người cả nhà phải chăm sóc Đại khái bị loại bệnh này Đều là tương đối giàu có Khi về già bị bệnh này Chi phí thuốc men Chữa trị vô cùng tốn kém Ngày đêm ba ca y tá đến chăm sóc Đây là bệnh nhà giàu Tôi đã từng gặp một đồng tu Người già trong gia đình anh ấy bị bệnh này Đã 7-8 năm rồi Đến mức không biết gì cả con cái thân thuộc trong gia đình Người này Cũng không nhận ra Hỏi ông cho biết con là ai không Ngươi là ai Ông đều không biết Nên người trong nhà đến hỏi tôi Bệnh như thế này Cầu Phật Bồ Tát Có lợi ích gì không Có lợi ích hỏi anh có chịu tin hay không mà thôi tại vì sao ông ta không đi trong ngạn ngữ thường nói lộc tận thì nhân vong ông là người chết mà lọc thì vẫn còn Hay nói cách khác Phước báo của ông chưa hưởng hết Hoặc giả là tuổi thọ hết rồi Mà phước báo vẫn chưa hưởng hết Vậy làm thế nào Nên phải nằm trên giường mà hưởng Nếu như hiểu rõ đạo lý này Chi phí chữa trị một năm Ông ta tốn bao nhiêu bạn đem toàn bộ số tiền này Đi làm việc tốt cho ông đem số tiền đó đóng góp làm việc tốt một là nếu như ông vẫn còn tuổi thọ thì người này sẽ dần dần hồi phục khỏe mạnh liền khỏe ngay nếu như tuổi thọ hết rồi thì ông ta sẽ qua đời ông qua đời rồi ông sẽ sanh vào cõi lành vì ông mà tích đại phước thế nhưng nếu bạn không tin nếu bạn sợ người ta lừa gạt tiền của bạn thì được rồi bạn cứ mời y tá chi tiêu dần dần vậy chúng tôi thấy rất rõ ràng hiểu được đạo lý này bình thường nếu như bạn muốn khỏe mạnh trường thọ nếu muốn giảm bớt bệnh tật bạn cần phải đem số tiền mà bạn nghĩ khi bạn bị bệnh phải chi trả bạn đem số tiền này quyên tặng quyên tặng cho những người bị bệnh khổ đó quyên góp làm chi phí chữa trị thuốc men cho những người nghèo khổ đó thì bạn sẽ không sanh bệnh vì phí chữa trị thuốc men khi bạn bị bệnh chi trả đã hết rồi đã quyên tặng cho người khác rồi người khác bị bệnh thay bạn bạn sẽ không bị bệnh rồi có rất nhiều người dành dụm một số tiền chuẩn bị cho lúc về già sanh bệnh họ làm sao mà không sanh bệnh được chứ bạn đã nghĩ kỹ rồi dành dụm phí chữa trị càng nhiều thì thời gian bệnh sẽ càng dài càng nặng chẳng phải đạo lý là như vậy sao cho nên tôi thường hay khuyên mọi người mỗi một năm cần phải đem phí chữa trị bệnh mà quyên tặng đi Tôi trước đây ở trong các buổi giảng Tôi khuyên mọi người tu phước Nên làm ba việc In kinh Nhất định là việc tốt Không có tác dụng phụ Không có tai hại gì Giúp đỡ người bệnh khổ Thứ ba là phóng sanh Đây là điều tôi hết sức đề xướng Ăn chay phóng sanh Tôi cũng là tu sám hối Lúc nhỏ thích săn bắn Sát sanh rất nặng Nghiệp sát rất nặng Sau khi học Phật hiểu rõ rồi Đặc biệt là đọc kinh địa tạng Biết được quả báo của nghiệp sát sanh rất nghiêm trọng Cho nên sau khi đọc kinh này rồi thì không dám ăn thịt nữa Không những trường chay Mà lại thêm toàn tâm toàn lực phóng sanh Tu pháp sám hối Ba việc này nhất định là việc tốt Tuyệt đối Không có ảnh hưởng xấu nếu như nói là chúng ta xây một ngôi chùa, đó không nhất định là việc tốt. Nếu như ngôi chùa này xây xong rồi, chú chúng ở trong đó, tứ chúng đệ tử tại gia xuất gia tu hành đúng như pháp, là một đạo tràng tốt chân thật thì công đức đó là vô lượng. Nếu như sau khi đạo tràng xây xong rồi, tứ chúng đệ tử hằng ngày đánh nhau tranh danh đoạt lợi thì đạo tràng mà bạn xây đó là tạo tác tội nghiệp rồi. Bạn khiến cho những người này đọa địa ngục Thì đâu có lý nào bạn không đọa địa ngục Cho nên chưa chắc là phước Cả đời tôi không dám đề sướng Nếu như gặp được đạo tràng chánh pháp Thì phước đức cúng dường đó là Vô lượng vô biên Tôi trong đời này Rất ít nhìn thấy Đạo tràng chánh pháp Năm xưa Tôi chỉ nhìn thấy Núi Đại Dự Chùa Bổ Liên Núi Đại Dự Hồng Kông Là đạo tràng của Pháp Sư Thánh Nhất Năm 1977 Ngày mời tôi đến viếng thăm Mỗi ngày Thiền đường tọa hương theo quy củ Lúc đó chỗ Ngài có hơn 40 người tọa thiền Vẫn có thể duy trì được đạo phong thật hiếm có Cả đời tôi chỉ nhìn thấy được một chỗ Là thật làm Làm mỗi ngày Hôm nay chúng ta ở nơi đây Điều này cũng không ngờ Cư sĩ Lâm là đạo tràng chánh pháp Điều này thật bất ngờ Tôi ở Đài Loan nhiều năm như vậy Xây dựng đồ thư quán Tôi không dám nói Đồ thư quán là đạo tràng chánh pháp Không dám nói Đồ thư quán làm sự nghiệp hoàn pháp lợi sanh Thật sự là chúng tôi hết lòng, hết sức đang làm. Nhưng nói đến tu đạo, thì chúng tôi chưa có thật sự làm. Ở trong đây đủ thứ chướng duyên. Chúng tôi thật sự là muốn làm. Khi muốn làm thì có chướng ngại rồi. Duyên không chính mùi. ở đây là Chúng sanh ở nơi này Thời tiết nhân duyên chín mùi rồi Thật sự có chư Phật hộ niệm Bồ Tát lãnh đạo Cho nên mới có thể thành tựu đạo tràng chánh pháp Thật không dễ dàng Tinh Kinh thường nói Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được Ở thời đại này mà xuất hiện được đạo tràng như thế này thì thật là vô cùng vô cùng hy hữu chúng ta ngày đây gieo phước đương nhiên đây là ruộng phước chân thật rồi cho nên tất cả đại chúng cúng dường đến tôi tôi đều chuyển toàn bộ đến nơi đó ruộng phước thù thắng hiếm có như vậy bạn cúng dường cho tôi tôi chuyển đi gieo phước thay cho các bạn rồi bạn cúng dường cho tôi không có phước bạn cúng dường đạo tràng này thì phước báo không cùng tận rồi dù một đồng một xu cũng là công đức chân thật phước báo vô biên đạo tràng phải nhìn xem trong đây có đạo hay không đã nó thật sự có đạo phong có phong cách học tập thì đây là đạo tràng chân chánh chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà hậu trì cúng dường đời sau chúng ta có đại phước báo ruộng phước này ta gieo không có sai nếu như đạo tràng đó là đạo tràng đấu tranh chúng ta bỏ tiền bỏ sức ở chỗ đó ta đang tạo tội chứ không phải gieo phước rồi tôi nằm xưa giảng kinh ở đài loan cũng gặp được một đạo trà giảng ở nơi đó không bao lâu đại khái khoảng hơn một tháng người xuất gia trong đó cãi nhau ngày ngày đều cãi nhau vì sao cãi nhau vậy tranh chức chấp sự Đạo tràng này xây mới không được bao lâu Đại khái là khoảng 1-2 năm Họ khởi công xây dựng Là do lão sư phụ Bảo mấy người đệ tử Đi hóa duyên khắp nơi ở Đài Loan Về xây đạo tràng Sau khi xây xong Đương nhiên mọi người Không có ai tranh cái địa vị này Của lão sư phụ Đệ tử của ông không nở tranh Họ chỉ tranh chức đương gia chức tri khách, chức giám diện. Nói tôi đã hóa duyên được bao nhiêu tiền nên tôi phải giữ chức này. Người kia nói là họ hóa duyên được bao nhiêu tiền nên họ phải là chức gì. Hằng ngày cãi nhau ầm ĩ không thôi, không thể trật tự. Họ vẫn mời tôi đến giảng kinh. Tôi về đến đại trung liên kể lại với lão sư lý. Lão sư lý bảo, thôi đi, về đi, đừng đi nữa. Tôi nói kinh đó mới giảng một nửa. Thầy bảo không sao cả. Tôi liền dâng theo lời thầy, nên kinh đó chưa giảng xong đại khái giảng được một phần ba thì không giảng nữa lão sư nói nơi này là nơi thị phi không nên đi những người bỏ tiền bỏ sức này là không có gieo đúng ruộng phước đích thực là tạo nghiệp rồi lý lão sư có khi giảng kinh cũng nhắc nhở chúng tôi lão sư nói mọi người đồng tâm hiệp lực đi hóa duyên khắp nơi xây đạo trà lúc đó là bồ tát Khuyên người ta tu phước Sau khi đạo tràng xây xong rồi Thì biến thành la sát Là tranh quyền đoạt lợi Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này Quá nhiều quá nhiều rồi Cho nên nghĩ đến cả đời ấn quan đại sư Không xây đạo tràng Cả một đời không thu nhận đệ tử xuất gia Không truyền giới Tôi nghĩ thấy rất có đạo lý Thời đó tôi chưa có xuất gia Đọc Ấn quan Pháp Sư Văn Sao Nhận được sự giáo huấn của Lý Lão Sư Nên tôi rất muốn học theo Ấn Quang Pháp Sư Cả đời tôi không có say đạo trà Nghĩ mình không có phước không nên tạo tội nghiệp không nên thọ quả báo này rất đáng sợ cả đời không thu nhận đệ tử xuất gia các vị hiện nay xuất gia với tôi là không phải với tôi mà là xuất gia với quán trưởng là quán trưởng thu nhận chứ tôi không có thu nhận hàng quán trưởng mới thật sự là hòa thượng y chỉ của các bạn bà là dùng danh nghĩa của tôi để xây đạo trà sau khi bà giảng sanh đương nhiên việc tu học của các bạn tôi không thể không quan tâm vì mặt đạo nghĩa nhất định phải quan tâm điều này nhất định phải biết tôi truyền thụ cho người ta chỉ truyền thụ tam quy ngũ giới còn những thứ khác không dám truyền thụ chỉ sợ tạo tác không đúng như pháp thì phải chịu quả báo những xử lý này chúng ta đều phải biết rõ đều phải sáng tỏ nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học trong đời này nhất định phải cầu sanh tình độ những chuyện về quả báo này chúng tôi đã từng gặp bệnh kém trí nhớ người già bạn có thể đảm bảo bản thân bạn không bị không người xuất gia lão hòa thượng tuổi già bị bệnh kém trí nhớ chúng tôi đã thấy rồi lần này tôi đến hồng kông tôi có hỏi thăm trước đây có một vị đồng tham lớn tuổi là pháp sư năng từ mỗi lần tôi đến hồng kông thầy đều tiếp đãi tôi lần này khi đến tôi liền hỏi pháp sư trí tuệ là trụ trì chùa bảo liên bởi vì trước đây pháp sư năng từ có trú tại những liêu phòng này của chùa bảo liên Tôi hỏi vị lão Pháp Sư này có còn không? Tầm khoảng 8-90 tuổi Thầy báo vẫn còn Hiện nay sư ấy bị bệnh kém trí nhớ của người già Sơ thể cứng đơ Không thể tự ăn cơm được Phải có người đúc Hiện nay đang ở viện dưỡng lão Rất là đáng thương Ông là xuất gia lúc tuổi trung niên Hơn 40 tuổi mới xuất gia Năm xưa Theo Pháp Sư Đàm Hư Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh ở Hồng Kông Rất nhiều bài giảng là do ông ấy viết lại Ngày viết bút ký ghi chép Thông đạt kinh giáo Khi về già cũng thật thà niệm Phật Vì sao lại bị bệnh này vậy? Vì giọng tưởng quá nhiều Ông là người an quy Kể ra là đồng hương với tôi Cho nên vừa đến nơi Ông liền tìm tôi Tìm tôi làm gì để nói chuyện Đều là những chuyện trước đây Nói không hết Tâm không thanh tịnh Tôi khuyên ông Ông cũng biết không cần tôi khuyên Vừa nhắc đến thì ông biết rồi Đâu phải ông không biết chứ Chỉ buông không được mà thôi do tập khí quá nặng quá sâu trong số lão pháp sư người phạm tật xấu này thực sự không ít người tôi gặp đều rất hợp ý với tôi nhưng nói lời vô ích quá nhiều bạn nói xem có cách gì bây giờ chứ thích nói nhiều tại vì sao không đi giảng kinh họ không phải không biết giảng giảng được viết được mà không chịu giảng không chịu phát tâm giảng nên nghiệp chướng không thể tiêu nổi rồi bản thân tôi nghiệp chướng cũng rất sâu nặng là nhờ giảng kinh mà tiêu hết khi tôi không giảng kinh thì cũng rất ít nói chuyện tôi không biết nói chuyện nhất là nói lời khách sáo xã giao là tôi hoàn toàn không biết đây có lẽ là do tôi đã trải qua một cuộc sống đơn thuần còn họ thì có cuộc sống xã hội tương đối phong phú tiếp xúc người và việc quá nhiều tôi thì vô cùng đơn thuần sau khi tốt nghiệp ở trường học công việc tôi làm là công việc văn phòng công việc văn phòng thì ghi chép mỗi ngày ngoài công việc ra tôi thích đọc sách tôi cũng không biết đi chơi những nơi vui chơi hầu như tôi không hề bước đến cho nên nơi tôi đến cũng rất đơn thuần một là thư viện hay là tiệm sách là nơi tôi thường hay dạo đến còn nơi khác thì rất ít đến tiếp xúc những người này đều là những vị giáo sư già có học vấn có đức hạnh tôi thích gần gũi họ Đời sống của tôi rất đơn giản. Sau khi xuất gia, có thể nói vừa xuất gia liền giảng kinh. Dạy Phật học viện. Tôi xuất gia chưa được mấy ngày thì pháp sư Bạch Thánh liền mời tôi đi dạy Phật học viện. Lúc đó dạy Phật học viện, bài dở dạy phải chuẩn bị đầy đủ. Là giống như các bạn hiện nay vậy Làm gì có thời gian để nghỉ ngợi lung tung Giảng kinh dạy học Suốt cả một đời Nên vô cùng đơn thuần Mọi thứ xã giao Không có cách gì sánh với người khác được Cho nên ít vọng tưởng Ít vọng niệm Nói lời thừa Cũng ít đi Như vậy mới có thể chuyển nghiệp chướng của mình Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả Kính nguyện hương linh Nương nhờ Phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật No.